các phương pháp điều trị hiếm muộn. 1. Phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung được sử dụng phổ biến và ít tốn kém hơn so với những phương pháp khác, dành cho những cặp vợ chồng có dấu hiệu sau: rối loạn xuất tinh, tinh trùng yếu, loãng và kém di động, trứng rụng không đều, lạc nội mạc tử cung ở mức độ nhẹ và trung bình. Những cặp vợ chồng không thể quan hệ bằng cách thông thường vì chấn thương hoặc dị tật. Vô sinh không rõ nguyên nhân. Điều quan trọng nhất để phương pháp này thành công thì người vợ ít nhất phải có một vòi tử cung khỏe mạnh. 2. Thụ tinh trong ống nghiệm. Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm là một trong hai cách thụ tinh nhân tạo nhằm điều trị hiếm muộn, vô sinh mang đến hiệu quả cao, được thực hiện bằng cách cho tinh trùng kết hợp với trứng ở bên ngoài cơ thể, dành cho các trường hợp ống dẫn trứng của người vợ bị tổn thương hoặc bị tắc nghẽn. Lạc nội mạc tử cung, trứng của phụ nữ yếu cần phải xin trứng. Tinh trùng của người chồng yếu hoặc dị dạng, không có tinh trùng trong tinh dịch, lúc này cần phải lấy tinh trùng bằng cách phẫu thuật mào tinh, tinh hoàn. 3. Trưởng thành trứng non. Kỹ thuật trưởng thành trứng non trong ống nghiệm là kỹ thuật nuôi cấy và trưởng thành các trứng non ở giai đoạn túi mầm lấy được từ buồng trứng đến giai đoạn 2. Phương pháp này và phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm về cơ bản khá là giống nhau, chỉ khác biệt ở chỗ thụ tinh trong ống nghiệm phải tiêm thuốc kích thích trứng lớn lên rồi mới lấy trứng trưởng thành ra khỏi cơ thể để thực hiện quy trình thụ tinh. Còn với kỹ thuật nuôi trứng non, không cần phải sử dụng phác đồ kích thích buồng trứng thông thường. Do đó trưởng thành trứng non đặc biệt hữu ích đối với những bệnh nhân mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Hy vọng với những chia sẻ trên bạn có thể hiểu hơn và tìm cho mình những phương pháp điều trị phù hợp cho cả hai vợ chồng để sớm có em bé và có một thai kỳ khỏe mạnh các mẹ nhé.